Ayo, nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán hạt Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè, hoặc là game pass và cài thuê luôn. Ở shop robot thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ. Cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều robot hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Hello mọi người, mình là Mei Phương đây và đây sẽ là vật phẩm mà các bạn sẽ lấy được nha. Cái số lượng hiện tại mà nó còn là 13.406 tài khoản để có được, và tối đa thì là 20.000 đó. Nói chung thì khi mà mình làm video này xong thì mình sẽ đăng liền cho mọi người luôn. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 11-12 giờ khuya hôm nay nha. Đây sẽ là tựa game mà các bạn vào để lấy được vật phẩm. Link game thì mình sẽ để ở phần mô tả video. Nói chung thì cách để lấy được cái đầu con gấu này nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần đi theo những cái dấu chân của gấu là ok à. Hứa hẹn là tương lai trong tựa game này sẽ còn vài vật phẩm miễn phí limited nữa đó các bạn ơi. Để bây giờ mình lấy cái ba lô đã. Rồi, các bạn cứ dựa theo cái dấu chân này nha. Không cần phải nhớ kỹ đâu, chỉ cần đi lần theo cái những dấu chân gấu như thế này thôi là cũng sẽ đi đến cái nơi mà các bạn nhận vật phẩm rồi. Đi được một đoạn thì chúng ta cũng đã đến cái con gấu rồi. Các bạn chỉ cần nhấn nhận vật phẩm thôi. Đây nó sẽ hiện cái bảng nè, và các bạn sẽ lấy nó với không rút bút. Rất là đơn giản đúng không? Cái đường đi thì nó khá là ngắn nè, và cũng rất là dễ đi. Các bạn chỉ cần dựa theo những cái dấu chân mà hồi nãy mình có nói rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần avatar cho mọi người coi vật phẩm. Bạn nào mà có những cái áo với quần mà nâu nâu á, kết hợp với lại cái đầu gấu này, mình thấy nó sẽ thành một cái dạng áo hoodie hình con gấu cũng rất là cute á. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Khi mà đeo cái đầu gấu này vô, mình nhìn thấy nó có một sự cute ở đây. Cho nên là vật phẩm này rất là dễ lấy. Các bạn hãy vào để lấy sớm nhất có thể nha. Bởi vì do dễ lấy cho nên là cái số lượng nó sẽ cứ càng ngày càng nhanh hết á. Bởi cái này mà tôi làm video xong rồi tôi đăng liền cho các bạn luôn. Cũng tầm 90 ngày gì đó thì tôi mới ra video. Thì đây cũng sẽ là video comeback trở lại của tôi. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi đồng hành cùng tôi nha. Và nói chung thì bạn nào mà coi cái video này rơi vào tầm 11-12 giờ khuya á, thì chúc các bạn lấy vật phẩm này thành công, rồi sau đó thì ngủ ngon nha. Mei cũng xin kết thúc video tại đây.